Vâng, xin lỗi. Đó không phải câu chuyện chúng ta đang kể. Không, ta đang ở đây để chữa học Peter. Anh hùng của câu chuyện này. Này, bắt nhà đứa nào to bằng cậu ấy. Cậu kéo gì? Ý tôi không phải là bắt nhà tôi. Tôi biết có cách an toàn hơn để kiếm ăn chứ. Đúng thế, nhưng không vừa bằng. Tôi đang nói với cậu thế nào về việc lẻn vào vườn nhà bác Gregor. Nhớ hai bông cải cho bà. Ngoan lắm, đi đây đi. Từ giờ nãy em nghe Benjamin, lão đã cắt được nửa bãi cỏ. Điều này có lẽ sẽ cho chúng ta vừa đủ thời gian. Nhìn lão kìa, hoàn toàn độc ác. Đến cắt cỏ mà cũng giận dữ. Này, em có ý này hơi điên một chút, chúng ta không vào có được không? Vì lần trước em đã suýt bị tóm. Anh đáng yêu thật, đến mức em muốn ăn thịt anh. Đó chính là những gì lão muốn làm với em đấy. Cao hơn nữa. Tại sao chị lúc nào cũng ở trên cùng? Vì chị là lớn nhất. Chúng ta là chị em sinh ba. Chị vẫn là đứa lớn nhất. Chị chỉ sinh sớm hơn em có 16 giây thôi. Lần cuối cùng chị trải lông là khi nào thế? Được rồi, giờ nghỉ đã hết đi thôi. Được rồi, nhanh hơn chị dần nhé. Không, nếu chị nhanh hơn em. Không công bằng. Nhìn quang cảnh đi. Vì chúng ta chuẩn bị lấy hết tất cả. Xin lỗi, anh không hiểu vì sao mày lại mất dáng đến như thế này. Anh toàn ăn xà lách, là do cách ăn mặc của anh thôi. Bỏ qua một bên đi, hãy uống vài giọt chanh. Nó sẽ thay đổi cuộc đời anh, hãy tin em. Được rồi, mọi người đã biết quy tắc. Tôi sẽ không giả vờ rằng những gì chúng ta làm là không táo bạo, liều lĩnh hoặc thậm chí là nguy hiểm. Nhưng chúng ta sẽ thành công, vì mỗi trong số chúng ta đều có vai trò quan trọng và được sắp xếp đặc biệt dựa vào khả năng của từng người. Giám sát, anh hùng. Sẽ bắt đầu thôi. Em ở ngay sau lưng anh thôi. Không được. Tại sao? Anh sợ rằng trên em sẽ mắc vào bẫy và em sẽ phải gặp đứt cái dây đó và anh sẽ gọi em là con béo chút đời và em sẽ có một vết sẹo khủng khiếp. Nhưng thực chất tất cả những vết sẹo đều ở trong lòng sao? Xin lỗi, anh phải nghe những lời đó. Được rồi, chúng ta là gia đình, đây là vùng an toàn. Được rồi, xông lên. Sẵn sàng hết rồi chứ? Rồi, an toàn, luôn luôn. Anh nghĩ thế, anh yêu mọi người. Nào, bắt đầu thôi. Sẽ là một phi vụ hay ho đấy. Bắp cải đỏ. Em sẽ nói anh nghe bắp cải đỏ là gì. Vườn rau của cái này thật dễ hái đấy. Vì bắp cải đỏ nghe thật giống dễ hái đấy. Đừng có giải thích cái trò đùa đấy. Lopsy, có Mopsy, Cottontail. Bắt được rồi. Ôi, cà chua và khoai tây. Anh có để ý không ai nói khoai tây không? Đừng có đùa nữa. Em sẽ đùa khi nào em muốn. Lão sẽ không thể nghe được chúng ta vì cái máy cắt. Ôi trời, cái bẫy. Lũ thỏ quậy phá. Peter, không,
em sẽ nhét củ cà rốt vào đó. Đừng làm như thế. Anh nghĩ đây là ý tôi sao? Đúng là ý tôi đấy. Khó hiểu quá. Thế là có hay không? Toàn toàn không. Em không thấy được miệng anh vì cái cổng chè mất rồi. Không, 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 không. Em nghĩ anh vừa nói có. Không, em sẽ chọn có. Không, không, Peter. Cái gì? Ôi chúa ơi. Ôi không. Không. Peter. Không. Ra khỏi đó đi. Con thỏ này, ta sẽ cho thịt mày vào một cái bánh. Bỏ cái áo đi, như ta làm thịt bố mày vậy. Chào buổi sáng, bác McGregor. Ôi là cháu sao, đúng là một ngày đẹp trời nhỉ. Đưa cho bác con thỏ đó. Có cái gì đó trên cái... Em không sao rồi. Anh không sao chứ? Anh ấy vừa nháy mắt à? Em không biết ta có thể làm thế đấy. Bác nhìn ổn lắm. Các mạch máu hay nổi trên mặt bác này cũng đã lặn xuống rồi. Bác có thiền không? Đây là vườn của bác. Để cho nói cho bọn chúng. Đây là vườn của bác ấy. Rồi đấy. Cháu nghĩ chúng ta để đồng ý chuyện này. Lũ hoa này từ nay sẽ bỏ bản năng tự nhiên của chúng tìm thức ăn. Lần tới, đây là lần cuối cùng của chúng. Cha sẽ nhắn lại cả chuyện đó nữa. Đi nào mấy em. Đây là Pia. Cô ấy là hàng xóm của ông McGregor và lũ thỏ. Đã xem cô ấy thích ai hơn. Ở trong nào, chị sẽ lấy nước cho các em. Các em phải thôi vào nhà đó đi. Lần này suýt đã bị tóm đấy. Lại đây nào bé con. Để chị lau khô cho. Cô ấy là họa sĩ. Cô dọn nhà về vùng quê để tập trung vẽ tranh. Đừng cảm thấy tệ nếu bạn không hiểu chúng. Cô ấy còn bắt đầu vẽ tranh của những người trong khu. Cho vui. Thật đẹp. Nhưng để tôi nhắc lại những gì Peter và gia đình tôi đã trải qua. Sẽ luôn ở đây vì các em. Và cô ấy đã giữ lời hứa từ khi mẹ của họ qua đời. Sắp mưa rồi. Em rất tiếc về cái áo của bố. Em rất tiếc về anh đã mất cái áo khoác của bố. Em phải nói đấy thôi. Đúng, nhưng khi người lớn tuổi nhất nói, nó có ý nghĩa hơn nhiều. Chỉ là cái áo thôi mà. Bố và mẹ vẫn còn ở đây. Ở đây, và ở đây, ở đây, ở đây nữa. Anh biết đấy, anh chỉ là cháu họ thôi. Vì bố mẹ em cưới nhau ấy. Không phải em có ý gì đâu, chỉ là anh biết đấy, em mới nói cho chính xác thôi. Được rồi. Hứa với chị, các em hãy tránh xa vườn nhà đó ra. Rồi nhé thỏ. Tạm biết mày sẽ tới mà. Lần này con bé đó không có ở đây để bảo vệ mày.
thèm ăn bánh quá. Rabbit. Bánh thịt thỏ. Cái gì? Cái gì? Wow. Is he... Ông ta. That's pretty. Tôi hiểu luôn. Very confused. Vô cùng chắc chắn. That means. Điều này có nghĩa là mình vừa. Anh làm được rồi. Làm được rồi. Sao cơ? Anh làm được rồi. Lại bỏ được lão rồi. Có ai đói không? Ăn trực sướng đi các em. Anh đã vào vườn nhà lão sao? Không, anh vào vườn của chúng ta. Mà không có ai đứng gác à? Đó là cái kiểu làm ăn chết người như chơi đấy. Và người đã chết. MacGregor chết rồi sao? Lão ta đến nơi tốt đẹp hơn rồi. Thật chứ? Thật. Trong chiếc xe kem có đèn chớp chớp đấy. Thực tế là Peter còn không dám thừa nhận rằng chính cậu đã khiến lão già đứng tim. Cậu đổ lỗi cho 78 năm với lối sống không lành mạnh của ông ấy. Wow. Ồ, không thể tin nổi. Được rồi, từ giờ đây là đất của chúng ta, nên đừng lập tức điên cuồng nhé. Việc của chúng ta là nuôi dưỡng, duy trì khu vườn để chuẩn bị cho tương lai. Đặc quyền càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Xin lỗi, anh đã suýt nói được câu gì đó mà không bật cười. Mọi người quẩy đi. Xin lỗi về chuyện đấy. Mọi người tự nhiên nhé. Thử luống cà chua xem. Xem anh kìa, anh bạn to con. Chờ chút, cậu cũng có ăn thịt tôi đúng không? Nhẹ sang tôi xem thử, thử làm thế này. Đúng là cậu rồi. Biết mà, cậu sao rồi? Rất vui được gặp lại cậu. Này thỏ con, lấy lại được khu vườn rồi nhỉ? Đứa con hoang đàng vạn tuế. Không có gì to tát đâu mà. Không, to tát lắm đấy. Cậu đã đánh bại MacGregor. Tôi thì nếu đánh bại nghĩa là nói với ông ấy rằng tôi chịu hết nổi bếp trò bạo hành của ông rồi. Và lão trả lời, tao sẽ lấy thịt mày làm bánh. Và tôi nói lại, không thương hại, tôi sẽ lấy thịt ngài làm bánh. Ý tôi không phải như thế, nhưng cảm ơn vì bữa tiệc. Pickling vừa ăn cần tây đấy à? Thật tiếc khi ta không biết mình là ai hoặc thuộc về nơi nào, anh hiểu chứ? Có muốn ăn không? Tôi lấy một củ thôi nhé. Cảm ơn nhé Tommy, cậu là một trong số những người tốt. Này, được không vườn mà còn khuyến mại theo cả căn nhà nữa. Ông MacGregor sẽ không còn làm khổ chúng ta được nữa.